Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ năm, là ngày Thanksgiving của Mỹ, là ngày lễ tạ ơn của Mỹ đó. Thì thường là gia đình sẽ tụ tập và ăn uống và phải có món turkey, là món con gà tây nướng đó. Hiện tại bây giờ thì thấy nhiều người cũng trang trí cây Noel sớm rồi, cho nên nhà mình cũng trang trí cây Noel sớm rồi. Mặc dù là thường thường là qua ngày mai thứ sáu thì người ta mới trang trí cây Noel. Giờ cho mọi người coi đồ ăn rất là hấp dẫn này nha. Ê mọi người ơi, nhiều món ngon quá. Ngày Thanksgiving và bên mình nè, đó, cơm chiên thơm đây. Anh gái mình làm codfish, cua đây, mẹ mình nè. Mẹ ơi, happy Thanksgiving. I hope he's dead. I hope he's dead. Mình là carve, tức là cắt con gà tay. I hope he's dead. Đây em bé ơi, present ơi, đây cháu của mình nè. You want the little turkey? No. Đây nó là cháu nè nè. I want to eat the skin. That's my favorite thing. Con muốn ăn da hả? Con nói please eat then. Please. Yeah, thank you, Todd. Bóc tay dơ. Mẹ Bryson, cháu mình rất là dễ thương. Đây là siêu quậy. Em gái xinh đẹp của mình. Em gái xinh đẹp nè. YouTube. Honey, how many times you cut the turkey in your life? No, baby. Anh đã cắt gà bao nhiêu năm rồi? A lot. And my dad used to do it when I was younger, but I did it a lot too. Nhà ông xã mình tội nghiệp. Ba anh ấy đã mất mấy năm trước mà khi mà ngay ngày Thanksgiving luôn. Cho nên mỗi lần mà Thanksgiving là anh ấy đều nhớ cái ba anh ấy. This is all white meat, dark meat, so I just had the legs and everything else. So. What did you say, babe? I said the white meat. This is all white meat. The dark meat is. Yeah. Này thì thịt trắng ra trước. Thường là người châu Á mình thích ăn thịt nâu ha. Là nhưng mà thịt trắng. Ăn cút nè. Con ngồi đi ngoài lấy cho con cút ăn nè. Thịt nâu thì nó nằm ở cái đùi cắn. Mấy con cút con ăn đi lạnh đi. Brian, cút nè. Đúng rồi. Thường cũng ăn thịt bò ngoại cắt chưa hết. Lấy miếng cắt nha. Đâu rồi, với nhau đâu. Dang, lots of turkey. We got more than enough to eat. If we eat all that, we're doing good. Đây là cái thông nhỏ của mình nè, mình mở cái remote lên cái nè, đó, đèn cày, tất cả đèn cày đều sáng đó. Giờ mình chưa xong, mình đang chuẩn sẽ quay cho mọi người biết nha. Ở đây là phòng khách của mình đã rộn ràng, không khí Giáng sinh rồi. Mình mở nhạc. Ủa, em bé ơi. Ê, cháu mình nè, Race. Đây là bên phòng. Hello.
Luke's lightsaber. Lego. Mẹ ơi, là mẹ mình. Mẹ mình thì mẹ qua đây bao lâu rồi? Qua đây cũng được 10 năm mà ở dưới chợ chồng mình cũng 10 năm rồi đó. Giờ mẹ mình là ở bên Michigan là lạnh mà mẹ mình cũng ở được. Gia đình của mẹ mình ở bên Cali rất là đông người luôn. Nhưng mà mẹ mình thích ở bên Michigan hơn. Tại sao vậy mà? Yên tĩnh hả? Thanh bình hả? Thấy không có xe nhiều. Cây nhiều. Cây nhiều. Người nó hiền hòa, ai cũng hiền hòa. Mà trong khi mẹ mình ở Việt Nam là mẹ Việt Nam là chủ quán bar, nhà hàng đó. Nhưng mà giờ chấp nhận cút lui lại ở nhà chơi với con cháu. Và thỉnh thoảng có qua Cali chơi về Việt Nam. Giờ mẹ có nhớ Việt Nam không? Nhớ gia đình chứ. Còn mấy đứa em ở bên đó. Mẹ muốn ngồi xuống không? Giờ còn mấy người. Nhưng mà chỉ còn 2 người thôi phải không? 3 người. Còn bên Cali là tới mấy chục người luôn. Nhưng mà vẫn muốn về Việt Nam. Bên Cali là 9 đứa. 9 người em còn cousin này nọ nữa phải không ạ? Chắc là thanh ra cũng hết 50 người luôn á ha, nhiều lắm á. Rồi bây giờ đây đồ ăn rất là ngon. Thì mẹ muốn nhắn nhủ ngày Thanksgiving, mẹ muốn chúc mừng mọi người sống trên nước Mỹ có một ngày Thanksgiving, một ngày lễ tạ ơn thiệt là hạnh phúc và đầm ấm. Thì giờ mẹ muốn gửi gắm những lời gì với mấy người trung niên, những người phụ nữ mà lớn tuổi đây thì sống chung với con cái thì sao? Thì để tụi nó làm gì đó cả. Mình muốn xài gì mình xài, mình muốn ăn gì mình ăn. Thì đỡ buồn phải không? Đỡ có giận hờn mình làm. Tại vì mình biết là khi mà có nhiều người khi mà lớn tuổi thì ở chung với con cái nhiều khi dễ giận hờn này nọ. Nhưng mẹ mình thì rất là happy sống với con cái. Thì nhiều khi mùa hè thì mẹ mình đi bộ, đạp xe đạp vòng vòng khu của mình nè. Còn giờ như tụi nó làm chi cho nó mệt. Còn mùa thu thì mẹ mình đó làm món ăn này nọ. Sống cho nó vui tươi là được rồi. Tức là mọi người healthy là vui tươi rồi. Vậy nha, mẹ mình và mình là xin chào mọi người. Xin hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Happy Thanksgiving mọi người. Người. Chào mọi người. Mọi người năm nay vui khỏe, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Yeah. I hope he's dead. Hey. I hope he's dead. Mình là Carl, tức là cắt con gà tay. I hope he's dead. Đây em bé ơi, Preston ơi, đây cháu của mình nè. You want a little turkey? No. Đây nó là cháu nè nè. I want to eat the skin. That's my favorite thing. Con muốn ăn da hả? Con nói please, Ethan. Please, yeah, thank you, Todd. Nè, Bryson, cháu mình rất là dễ thương. Đây là siêu quậy. Em gái xinh đẹp của mình. Em gái xinh đẹp nè. YouTube. Honey, how many times you cut the turkey in your life? No, baby. Anh đã cắt gà bao nhiêu năm rồi? A lot. My dad used to do it when I was younger, but I did it a lot too. Nhà ông xã mình tội nghiệp. Ba nấy đã mất mấy năm trước mà khi mà ngay ngày Thanksgiving luôn. Cho nên mỗi lần mà nhìn Thanksgiving là anh ấy đều nhớ với ba anh ấy. This is all white meat, dark meat, so it's had the legs and everything else. So. What did you say, babe? I said the white meat. This is all white meat. The white, the dark meat is. Yeah. Này thì thịt trắng ra trước. Thường là người châu Á mình thích ăn thịt nâu ha. Là nhưng mà thịt trắng. Ăn cút nè. Con ngồi đi ngoài lấy cho con cút ăn nè. Thịt nâu thì nó nằm ở cái đùi cánh. Mấy con cút con ăn đi lạnh đi. Brian, cút nè. Đúng rồi. Đồ cũng ăn thịt bò ngoài cắt chưa hết. Lấy miếng cắt nha. Đâu rồi, với dao đâu? Dao.
Mẹ mình thì mẹ qua đây bao lâu rồi? Qua đây cũng được 10 năm mà ở với chợ chồng mình cũng 10 năm rồi đó. Giờ mẹ mình là ở bên Michigan là lạnh mà mẹ mình cũng ở được. Gia đình của mẹ mình ở bên Cali rất là đông người luôn. Nhưng mà mẹ mình thích ở bên Michigan hơn. Tại sao vậy mà? Yên tĩnh hả? Thanh bình hả? Thấy không có xe gì. Cây nhiều. Cây nhiều. Người nó hiền hòa, ai cũng hiền hòa. Mà trong khi mẹ mình ở Việt Nam là mẹ Việt Nam là chủ quán bar, nhà hàng đó. Nhưng mà giờ chấp nhận cút lui lại ở nhà chơi với con cháu. Và thỉnh thoảng có qua Cali chơi về Việt Nam. Giờ mẹ có nhớ Việt Nam không? Nhớ gia đình chứ. Còn mấy đứa em ở bên đó. Mẹ muốn ngồi xuống không? Rồi. Giờ còn mấy người, nhưng mà chỉ còn hai người thôi phải không? Ba người, còn bên Cali là tới mấy chục người luôn. Nhưng mà vẫn muốn về Việt Nam. Tại gì? Là 9 đứa. 9 người em, còn cousin này nọ nữa phải không ạ? Chắc là thanh ra cũng hết 50 người luôn á ha, nhiều lắm á. Rồi bây giờ đây, đồ ăn rất là ngon. Thì mẹ muốn nhắn nhủ ngày Thanksgiving, mẹ muốn chúc mừng mọi người sống trên nước Mỹ có một ngày Thanksgiving, một ngày lễ tạ ơn thiệt là hạnh phúc và đầm ấm. Thì giờ mẹ muốn gửi gắm những lời gì với mấy người trung niên, những người phụ nữ mà lớn tuổi đây thì sống chung với con cái thì sao? Thì để tụi nó làm gì đó làm. Mình muốn xài gì mình xài, mình muốn ăn gì mình ăn. Thì đỡ buồn phải không? Đỡ có giận hờn mình làm. Tại vì mình biết là khi mà có nhiều người khi mà lớn tuổi thì ở chung với con cái nhiều khi dễ giận hờn này nọ. Như mẹ mình thì rất là happy sống với con cái. Thì nhiều khi mùa hè thì mẹ mình đi bộ, đạp xe đạp vòng vòng khu của mình nè. Còn giờ tụi nó làm chi cho nó mệt. Còn mùa thu thì mẹ mình đó làm món ăn này nọ. Sống cho nó vui tươi là được rồi. Tức là mọi người theo tiền được vui tươi rồi. Vậy nha, mẹ mình và mình xin chào mọi người. Xin hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Happy Thanksgiving mọi người. Người. Chào mọi người. Mọi người vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Yeah.